Uống thuốc tẩy dung có phạm giới sát sanh không? Con ăn hạt bí tẩy dung được không? Con không tẩy dung sẽ hại sức khỏe. Cái việc mà tẩy dung đó thì nếu như chúng ta uống cái thuốc mà cái thuốc đó nó giết con dung, sau đó nó thải ra ngoài, thì đó là chúng ta phạm cái giới sát sanh. Có một số cái phương pháp dân gian, phương pháp đông y mà nó thải cái con dung ra mà con dung nó còn sống á, thì khi đó không có phạm giới sát sanh.